Nhận định bóng đá PSG với Clermont 2 giờ sức mạnh nhà vô địch. Do vậy mọi mặt từ chất lượng đội hình đến đẳng cấp PSG đều đang có vượt trội so với Clermont. Bởi thế, đội đương kim vô địch đang đứng trước cơ hội có được thắng lợi tưng bừng trong trận cuối cùng của mùa giải. Clermont đã được sự bổ sung nhất định về mặt lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm vừa rồi.